Hello, xin chào toàn thể, nó quay trở lại video của Hoàng nha. Hôm nay thì Hoàng giới thiệu với anh em cái lô làm xích bãi của dòng Stin 024, 026, 028, chạy xích bãi 5, xích 91 thì đầy đủ anh em nhé. Đó, anh em nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ qua số điện thoại giúp em. Đó, dài ngắn đẹp xấu thì có đầy đủ anh em. Cây nha anh em. Đó. Anh em lựa thoải mái nhé. Đó, ưng con nào thì chụp màn hình lại đánh dấu và giúp em sẽ gửi cho anh em nhé. Đầu rất ok hết. Đó, con này dài này, hai con này dài 58 phần này, 60 phần. Cái này dài 53 phần này. Dài 54 phân này. Cái này dài 54 luôn này. Cái này dài 48 phân này. Đó, 48 phân. Này 53 phân. 48 phân. Thì nó có 3 cỡ là 48, 53 và 60 nhá. Đó, các bác ưng cây nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại giúp em để đặt hàng, đánh dấu và giúp em. Đó, giá thì rất là ok luôn. Cây mà nó mất sơn hoặc là nó ấy thì giá nó chỉ tầm khoảng 200 ngàn một cây thôi. Còn những cây đẹp thì giá của nó sẽ là 500 ngàn một cây nhé nhá. Đó, các bác ưng ý cây nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại cho em chỉ toàn chụp ảnh chi tiết cho anh em xem nhá. Đó, cái mấy cây này còn nguyên sơn luôn này. Đó, mấy cái này rửa rồi, còn cái mấy cái này chưa rửa này, rửa lên thì cũng mới keng hết. Đó, làm bã nhá nhá. Chạy bên xe rất là nhẹ máy.